Hôm nay nhà em chăm về một con Cadillac các bác nhá. Cadillac đấy các bạn. Vâng, Cadillac đấy. Đấy, giá chỉ tầm khoảng 200 thôi là mình có được chiếc xe này rồi các bạn. Số tự động luôn, và xe thì đây là một mẫu xe phân khúc hạng sang hạng D nhá. Rất dài rộng và rất to cao, chạy rất là sướng. Máy của nó là máy Camry luôn các bác nhá. Hay Camry luôn, thế mới hay đúng không ạ? Cadillac máy Camry đây. Vâng, các bác là đang có cái đồng tiền lên quanh 2 đồng thì các bác mình xem cho em chiếc xe này nhá. Tí em sẽ đi vào nội thất bên trong để cho mình thấy được cái độ đẹp, cái độ zin, cái độ chất, cái độ mới và cái độ hiện đại của cái chiếc xe Cadillac này của bên em các bác nhá. Vâng. Tại sao nó lại rẻ thế, cái nắp đời 2010 mấy mà đẹp như thế này luôn, mà sao tại sao lại rẻ thế, thì các bác mình cùng đồng hành với em trong cái video này nhá. Đấy là giá trả thẳng nhá. Em nói cho tất cả các bác biết, cái tầm giá 200 là cái tầm giá trả thẳng chứ mà trả góp hay là X1, X2 hay là xe lỗi mà giá rẻ đâu các bác nhá. Mà đây là một chiếc xe không hề có lỗi lầm, là một chiếc xe mà các bác mang về là cứ thế đổ xăng là mình đi thôi, không cần phải làm gì hết các bác nhá. Động cơ của xe là 2.0 thôi, nhiên liệu xe loanh quanh thì tầm khoảng là gần 10 lít, tầm khoảng 8 lít trên 100 km các bác nhá. Đây nhìn rất là bắt mắt đúng không ạ, và cặp đèn của nó nhìn rất là hay. Đây logo nó đây, logo đây các bác nhá, biển số rất đẹp này, biển số VIP này. Rồi logo đây, máy là máy Camry nhá. Đấy, vâng, các bác mình thấy một điều có lạ ở trên chiếc xe này không ạ? Đấy là một cái điều lạ ở trên chiếc xe này đúng không ạ? Vâng, đây là một con xe nó được lắp máy của Camry. Máy là máy nguyên bản của nhà máy người ta lắp nha, chứ không phải là về mà bọn em tháo máy nọ đổi dòng máy kia đâu các bác nhá. Máy là máy nguyên bản đấy ạ. Và đây, đây chính là nội thất bên trong. Số tự động luôn các bác nhá, số tự động luôn. Và trang bị thì rất là nhiều tính năng. Trong đó thì các bác xem là có cửa sổ trời, và các bác nhìn xem đây là cái này là lý tuyết các bác nhá. Đấy, chân đây là trần lý tuyết, trần lý da lộn đấy ạ. Sàn 5D, ghế điện đây. Và ghế da của xe nó là da cao cấp, nội thất màu kem nhìn rất là sáng, và vô lăng rất nhiều phím điều khiển đúng không ạ? Vô lăng rất nhiều phím điều khiển luôn. Đấy, logo đây các bác nhá, logo nhìn rất hay luôn. Đấy, đi vào con xe này thì nhiều người sẽ bị nhầm tưởng đây là một chiếc xe giá trị lớn đúng không ạ? Thực ra giá trị thì nó không bằng một con Matiz, không bằng một con Morning E10 đúng không ạ? Và đây nội thất bên trong. Keo chỉ của xe là vẫn còn nhá, củ máy củ số xe vẫn zin nhá. Đấy, gương kính điều chỉnh điện nằm ở vị trí này các bác nhá, đây loa này. Đây, cục gương nữa. Vâng, vô lăng tích hợp nhiều phím điều khiển chưa? Ưu khiên toàn nằm khắp nơi. Âm thanh nghe rất hay và đã được lên thêm một cái màn hình Android có lớn loại to đùng rồi. Có cả là cam hành trình nữa đây rồi các bác này. Đấy. Rồi đây là cần số nhá các bác nhá, chỗ này đây. Đấy, đây đây. Vâng, đây nữa đây, hay chưa? Đấy, ghế ra đây. Ưu khiên an toàn bên kia nữa các bác nhá. Vâng, xe nhập khẩu nguyên chiếc đấy ạ. Đấy, con xe mang tên là Embran EC820 các bác nhá. Đấy, nó cái đấy là cái tên mà sau cùng của nó. Vâng, ok các bác. Rồi đây, các bác nhìn xem tắp đi cánh cửa nó này, lòng vách cánh cửa này. Đấy, các bác nhìn cho em hình thức thôi là mình thấy được cái độ chất của nó rồi. Đấy, tại vì là xe đi ít thì chiếc xe nó mới được mới, mới được đẹp như thế này đúng không ạ? Đấy, xe đi ít thì mới được thế này các bác nhá. Giữ gìn, đi ít thì mới được như thế này, chứ còn thì nếu mà đi nhiều là xe nó sẽ xuống cấp ngay mất rồi đúng không ạ? Đấy, các bác mình về thay bộ lốp thảm trải sàn, thay một bộ thảm sàn khác cũng được, ok luôn nhá. La bằng đúc đây, phanh đĩa, phanh ABS và lốp nắp của xe nó vẫn còn rất là dày đúng không ạ? Đèn đóm đằng sau các bác nhá, nó là đèn kiểu đèn nếp bật ban đêm nên thì quá là ok luôn. Đấy, đây Cadillac đúng không ạ? Vâng, cái tên rất lục lội bật, tên rất là đáng giá đúng không ạ? Phía sau đây những mắt cảm biến chống va chạm này, đôi bô này, cốp sau to thoải mái cho mình bị đồ. Chiếc xe này đấy, nó chiều dài của nó ngang với Camry các bác nhá. Đấy, form dáng của nó cũng to như Camry luôn, to như Camry, dài như Camry, dài tầm khoảng 5 mét các bác nhá, 5 mét luôn. Đấy, rất dài. Đây các bác nhìn xem sơn xi của xe đấy, bóng cường, bóng mượt cả con, nét căng đúng không ạ? Nét căng luôn rồi. Đấy, không nhìn thấy bên trong đâu nhá, vì dán tim loại tốt rồi. Đấy, loại xịn rồi các bác nhá, không nhìn vào bên trong đâu. Đấy, tiếp tục các bác nhìn cho em. Đấy, với ánh sáng tốt như thế này các bác mình có thể cảm nhận thấy đúng không ạ? Bằng chất liệu da nhá, da nhá, da nhá các bác, da đấy. Đấy, và ốc nhái này các bác nhìn thấy ốc nhái của nó vẫn còn là chấm sơn màu xanh, và những cái con ốc của nó vẫn còn là cái lớp phủ đúng không ạ? Ốc nhái của nó vẫn còn sáng vàng ươm như này. Đấy, ghế điện luôn nha, ghế phụ là ghế điện luôn. Và các bác nhìn xem này. Đấy, sáng vàng ươm luôn đây các bác nhìn này. Xe đi quá ít luôn, quá giữ gìn luôn, xe chất như thế luôn. Đấy, nhìn vào hình thức thôi thì mình thấy được cái độ đẹp của xe như thế nào rồi, đến đâu rồi đúng không ạ? Ok các bác nhá, đây các bác nhìn nốt xem. Đấy, đắp đô quay gần này. Các bác mình nếu mà mức giá này thì gần như là ai cũng mua được rồi. Máy thì máy Nhật rồi đúng không ạ? Các bác mình cũng lo máy là máy nó thế nọ, máy nó thế kia, sợ nó không đành hay nó tốn xăng, nhưng mà em cũng đã nói rồi, máy là máy Camry cơ mà. Đấy, tí em sẽ quay máy cho mình xem nhé, máy Camry luôn.
các bác nhìn máy là các bác biết thôi. Đấy, lý tuyết rất là đẹp luôn này, các bác nhìn này. Đấy, lý này, đẹp chưa? Đấy, vâng, đặc kiểm của xe vẫn còn đến tháng 1 năm 2025 nhá. Giấy tờ pháp lý chuẩn sang tên lúc nào bên em đều hỗ trợ cho mình hết, đầy đủ nhiệt tình luôn, coi nhá. Rồi đóng chắc chắn, rất khít, rất đều và thân vỏ loại này nó quá là dày, quá là cứng luôn. Đấy, xin nhan báo rẽ trên gương đây, đăng kiểm đây nhá. Đấy, được chưa? Đăng kiểm đây. Ổn của các bác mình thấy chiếc xe này có ổn không? Quan trọng là bác nào mà đúng chân thôi. Nếu bác nào không bác các bác mình không đúng chân thì đôi khi là rẻ các bác mình cũng không thích, đúng không ạ? Còn nếu bác mình đúng chân thì đôi khi là đất mình cũng mua, đúng không ạ? Nhưng mà con này với giá đấy là quá là rẻ rồi, quá là hợp lý rồi. Đấy, xe không có một cái vấn đề gì nhá, không chê được về xe đâu các bác nhá. Đấy, cam 360 độ ở chiếc xe này cũng đã có sẵn rồi các bạn. Đây, cam nữa đây này các bạn. Đấy. Cam xung quanh khắp nơi xung quanh xe luôn. Riêng bộ cam thôi cũng đã trị giá mười mấy triệu rồi, và đèn bi cầu nhá. Gầm cũng đèn bi cầu và pha đèn bi cầu và đèn nếp nằm ở trên nữa các bác này. Nhìn của xe nó quá sướng luôn, đúng không ạ? Quá sướng mắt luôn. Quá đẹp mắt luôn. Không thể bỏ qua, đúng không ạ? Một con xe rất đáng bát gạo, rất đáng cái đồng tiền bỏ ra mình sở hữu. Các bác mình đi chán mình bán lại cho em thì cũng chỉ lỗ một tí thôi, em mua lại ngay các bác nhá. Em mua mất xe, mua bất cứ lúc nào, mua ngày mua đêm luôn. Em nhập lại ngày đêm luôn các bác nhá. Ngày đêm luôn, qua em đi. Các bác mình check cho em là cầu Phú Tảo nhá, check định vị là cầu Phú Tảo thành phố Hải Dương cho em nhé. Rồi các bác mình đến 225 Trường Chinh cho em nhé. Đấy, thì thế. Đấy, bên em có thể ship xe, mang xe đến tận nơi cho mình, và bên em có hỗ trợ làm xăng tên cho mình, và bên em có đổi xe nữa các bác nhá. Có xe gì các bác mình cũng chán con xe của các bác rồi mà các bác mình thích con xe này của em, muốn sở hữu con xe này của em, các bác mình mang đến đây em đổi ngang thôi nhá. Đấy, với trị giá tầm loanh quanh 2 đồng, có như 200 nhưng mà 2 tỷ đâu các bác nhá, chứ không phải 2 tỷ đâu, 200 đấy chứ không phải 2 tỷ đâu nhá. Xe thì đắt, các bác mình đôi khi cứ nghĩ nó là 2 tỷ đúng không ạ, nhưng không phải đâu nhá. Đấy, vâng, đây là Canyon liên doanh TQ các bác nhá. Vâng. Ok các bác, M Grand tên của nó là M Grand SC 820 nhá các bác. Vâng, đây em mở máy ra các bác mình xem này, máy của nó là máy Nhật luôn này, không lại bảo là em nói phép đúng không ạ? Nhiều thằng cứ bảo em là một thằng mõm ấy, thằng điêu ấy, thằng gian dối với thằng nọ thằng kia, nhưng vậy em nói thật này có phải không? Không phải bảo em nói điêu. Rất nhiều thằng nó bảo em thế nọ thế kia đấy ạ. Đây các bác nhìn xem này. Đây, máy đây nhá. Máy là máy Nhật luôn đấy. Đấy. Đây. Nhá. Máy Camry luôn nhá, máy Camry nhưng mà có một số ra cái là nó là Camry nhưng mà cái logo đấy là logo của Mitsu các bác nhá. Logo Mitsu. Vâng. Cái lắp của nó là cái lắp Mitsu thôi, còn cái máy của nó là cái máy máy là máy Camry các bác nhá. Vâng. Đây các bác nhìn xem nó giống máy Camry không? Rất giống luôn, đúng không ạ? Giống luôn. Đấy. Đây, các bác nhá, củ máy zin đấy ạ. Củ máy zin. Thấy chưa? Các bác mình thấy chưa? Các bác mình thấy thế nào? Đấy, đồ thì đồ Camry các bác nhá. Đồ của Camry lắp sang và máy thì máy